Xin chào các bạn và trong cái video này chúng ta sẽ tìm hiểu nhanh cái gói Tubo ở mạng xã hội Whistler này là gì và có bao nhiêu gói Tubo ở đây Vậy thì để đơn giản chúng ta hiểu được rằng cái gói Tubo ở đây ý, nó giống như việc mình mua một cái gói quảng cáo để mình gia tăng cái, lượng dạ, cái lượng follow cho tài khoản mạng xã hội uh, Whistler của mình cũng như là gia tăng cái lượng tiếp cận những cái bài viết ở trên mạng xã hội Whistler của mình Tuy nhiên nó khác biệt hoàn toàn so với cái việc mà mình mua quảng quá cáo ở trên các cái nền tảng khác. Có nghĩa là ở những cái nền tảng khác khi mà chúng ta mua quảng cáo, sau khi chạy quảng cáo hết là chúng ta hết, không còn có lại cái gì cả. Nhưng ở đây thực ra khi bạn mua cái gói turbo thì có nghĩa là bạn vừa được tiếp cận đến lượng follow và những cái bài viết của chúng ta, rồi chúng ta lại còn được gì ạ? Được gia tăng cái đồng TOK ở đây và tùy vào những cái gói ở đây thì uh, ở trong cái mạng uh, Twitter này nó sẽ thưởng cho chúng ta được một cái số lượng lãi từ cái uh, đồng TOK này từ 18 cho đến 38 trăm trong vòng 60 ngày thì bây giờ chúng ta sẽ vào khám phá nhé thì chúng ta sẽ nhấn vào thông báo này để vào cái link tu để chúng ta khám phá thì ở trong cái link tu này chúng ta sẽ để mà khám phá cái phần uh, turbo chúng ta nhấn vào đổi turbo ở giữa màn hình này, này thì ở đây nó sẽ giới thiệu cho các bạn có những cái gói như sau gói turbo v4 turbo v6 turbo v8 turbo v10 và turbo v12 thì khi mà mình mua cái gói turbo bất kỳ ví dụ là mình mua gói turbo v4 đi với uh, chi phí chúng ta phải bỏ ra là 100 đồng tốc thì chúng ta sẽ được tiếp cận 1.200 được tiếp cận ở bài viết cũng như là chúng ta sẽ có được cái sự mà tăng cái những người mà theo dõi mình từ 70 đến 160 đó là về cái vấn đề chúng ta được quảng cáo cái tài khoản Twitter của mình nhưng mà chúng ta lại còn được gì ạ nhấn vào dấu chấm hỏi các bạn nhé chúng ta sẽ nhận được 1,99 1,9666 đồng tốc mỗi ngày và tổng cộng cái chu kỳ này là chúng ta nhận được 118 đồng tốc có nghĩa là chúng ta lãi ra là 18 đồng so với 100 đồng chúng ta bỏ ra thì đây là 18 phần trăm sau 60 ngày các bạn hiểu được rằng là cái động tốc này nó mà tăng giá lên thì chúng ta lại vừa được lãi từ cái việc mà chúng ta mua gói quảng cáo này nhưng mà chúng ta lại lại còn được dạ, lãi từ cái việc cái đầu tốc này nó lên giá như vậy chúng ta được lãi kép được chưa nếu mà chúng ta xem cái gói cao hơn gói 500 chúng ta sẽ xem này số lượng tiếp cận là 6.000 và lượng follow vào cái tài khoản của chúng ta sẽ được là khoảng từ 350 đến 800 và chúng ta sẽ nhận trong 60 ngày thì mỗi một ngày chúng ta nhận được 10,33 đồng. Tốc này thì chúng ta khi mà chúng ta bỏ ra 500 đồng tốc thì kết thúc chu kỳ trong 60 ngày chúng ta sẽ thành 120 đồng. Như vậy là chúng ta đã lãi ra rất nhiều đúng không ạ? Và nếu như mà cái giá mà nó đi lên ấy thì chúng ta sẽ nhận được lãi kép được chưa Và các bạn tự khám phá những cái gói này nhé sau khi khám phá xong rồi nếu mà bạn mà mong muốn diện xây dựng với kênh uh, mạng xã hội của mình ấy, nó được phát triển nhanh này thì chúng ta có thể mua những cái cái gói uh, turbo này nhưng cũng đồng nghĩa là chúng ta lại kiếm tiền từ đây và với cái thu nhập mà từ 18 cho đến 38 phần trăm trong vòng 2 tháng thì mình nghĩ đây là một cái cơ hội để giúp cho rất là nhiều người gia tăng cái đồng tốc của mình thì uh, cái video ngắn này chúng ta chỉ chia sẻ về một chút về cái uh, cái gói turbo thôi và mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.